coi mà nó ăn cái gì nghe. Ôi trời, cái cha con nói gì cơ chứ. Nó cha con nói cha con chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Gia đình với Heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Đó, heo đẩy xe đó, đẩy đi con. Bố xỉu tàu, con thấy ma can đi xàm ma xua tàu. Giờ tới siêu thị lấy xe nhỏ đây đẩy đó. Đây không không thấy ghét chưa? Trái cà chua thấy cưng thấy sợ đi cô chú. Nó ngộ ngộ quá, hai loại, loại tròn với loại này. Em mua ít nè, biết gan sao? Còn heo đẩy vậy kìa. Nó trang heo thì mua đồ ăn cho ông nội đó. Cái này có hiếu lắm cô chú ơi. Cái này trai có hiếu lắm. Nè, mấy vô nè, kệ vô bè. Ở đây nguyên một chảy mà dưa cải này kia rồi đó cô chú, dưa muối này kia rồi đó. Nó vô đây đẩy xe cho mẹ mua đồ đó cô chú. Có à, con hát cho ông bà cô chú nghe bài đi, cho nên con giống mẹ đi. Mắc cỡ rồi. Đó, xong rồi đó. Gì xong rồi, đi. Để lại đi tính đi. Đi. Kiếm cha đó. Ba bà. Cha nó đi, hồi nãy em mua cái bánh này cho bà nội cô chú, bánh này không có đường á, mua lên cho bà nội ăn buồn miệng á cô chú. Mệt muốn chết vậy. Ba bà. Đi đâu ba bà đi. Mua ít đồ xuống cho ông bà nội. Để đây cha đây con, lại bà đi. Cái làng kìa. Bà xì chị che đi. Cha nó đẩy cái, nó nói là cái đó là của con nít đẩy đấy chứ không phải của người lớn. Xe bị hư rồi đẩy không có đi. Xe bị hư rồi là sữa chua cô chú cái tặng cái ly gì nè, nóng hết trơn luôn. Bên đó thì cho bông cửa chén. Chị Nga tính tiền đi về mua có ít đồ cho ông bà nội. Nó không mua cho nó cái đó, nó không thương nó. Để tính tiền nè, đây tao. Heo nó mua đó. Mua bọc trăm mấy nè cô chú ơi. Mua cho ông bà nội. Mua có vài món về nhà em mà. Đó, trăm mấy nè đó, trăm mấy tệ đó. Rồi, xua đi. Sẵn nè. Xua. Mama. Ơi. Nè kì dễ là đi xuống đúng xe qua nó khỏe cha hả mà. Hả, mua đồ rồi giờ đồ đem cho ông bà nội đó cô chú. Không cho ông bà nội là không chịu đó. Cho nội xứng đáng lắm. Đâu quá mà. Hà quá phê. Con cho ông bà cô chú đi. Nói đi. Không thôi là mà bụi tay chú chửi về đó. Không đi kiếm ông nội đâu. Nói đi. Nói con chào bà cô chú đi. Con xin chào các bà cô chú đây chợ. Con đi chợ, con đi thăm ông nội. Con đi thăm ông nội. Ông bà cô chú đi với con. Ông bà cô chú đang thấy con. Chiều nay lạnh quá ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú. Bây giờ tụi em đang đi lại nhà ông nội ông bà cô chú ơi. Kêu là để nó vô nó hù ông bà nội đó cô chú. Để lên. Chị lại. Đó. Hù rồi đó.
你关那个了，不要了，关那个不用了。奶奶，我选你。给奶奶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 。那个多少钱？那还不好接，就是个。俺老摸个那能弄呢，进牛肉馆啊，哥兄。没摸呢。那个钱得往上啊，这个费用。买都没买好，你就怎么接上了？多少钱？没钱。多少钱？不知道。那工作去吧，还是大太阳这。一毛七。哎，干啥啥啦？大太阳子好啊。啊。叫我娘这个就是。差三分钱。差三分，不是俺、啊、哥，你说我要多少了吗？要三万。嗯。三万五十九，俺哥你。俺哥要一万五千和这个。这个什么？这个技术二六，先生的这个。一个红，一个红豆豆是这个。豆豆还是你，没吃过。这个能做。你看这玩意儿，哎，真好玩。等学什么干，明儿再打更。前边再要再抬着上完了。洗澡，你这啥？还抬着好抓，扑噜扑噜扑噜，你这摇，摇的是手是。他要不是有那个什么沙发费的背着他嘛，都是啥子的。nhà em có nhiều người đó đó cô chú. Bốn người lớn với đứa nít. Chú chú, nhị hai ba, nhị cân, nhị đủ đa lượng. Hả, bự thì có thể tiêu mà. Nhị đều là có thể tiêu, sấy. Nhị quay đặt khay rồi đó hả? Hả? Bố kêu nghe cái ta. Con thấy nhị kêu nghe mẹ chồng mình đi quên rồi bà.刚才爷说了吗？猫牙，猫牙，刚才爷说了吗？嗯。他出门了，出上那边教室了，出给你们买什么？给你们买什么？买什么？那饼干给爷爷吃嘞，猫牙。妈呀，刚才打门麦个，再给爷爷来吃的。不是这个跟他一个男生，你先别难吃，这个好。你到又去提那到木头，你没叫俺们闹一口吗？你现在闹个不难吗？大鹅不好的，干别个。你粗的不行，得找细的呗。细管他这都是可以。都是他一个，都是他。嗯，俺们来的木头，我家弄个准备来嘛，这个猪，也没得，bắt đầu đất này là bắt đầu mình gửi phân。Mình lái xe mình xả phân xuống á, cái bắt đầu vài bữa nữa cái mình lại cuốc vòng lên, lái xe cuốc vòng lên, bắt đầu mình chuẩn bị trồng khoai lang rồi đó cô chú. Mua quá trời luôn rồi. Đã ông nội mua, nói mua hết mấy cái đống này là dạng mấy đó. Coi mà nói ăn cái gì nghe. Đó, thịt xào với tàu hũ với củ cải bên Trung này nè. Tàu hũ cà phê rau. Ừ. Đặt khay, cái này đặt khay chứ. À lúa phải khó chứ đi quẹ. Sống mà, cái này cái quả lúa phải bán hay cái nhỉ. Ủa bố xí khoa này à, bố khuy xin này à. Mà nói hỏi ăn không, lấy ăn củ vậy ăn. Con thấy quay trò kè đi mè đó. Đây quay kè đi tạc ha. Con thấy quay trò kè đi mè đó. Mẹ 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 m
qua cho cái đi mẹ đó. Má gà tha xua tha bổ khuy xong mà mua cho bà nội đó. Bà nội thích ăn lắm. Bà nội thích ăn ăn giặt lắm cô chú. Đây. Ừ. Quán này này hảo xin mà. Quán này này hảo xin mà. Bà nói bà nó ngon không? Bà nói nó ngon lắm luôn. Lại tới là sẽ ăn liền luôn. Bà nó thích ăn giặt lắm. Quá là mà. Nó là khoai cha này, hồi su phan nè. Cái hồi nó còn khoái là. Hỏi cha heo xong chưa đi về nhà nấu cơm. Thấy đấy à, lẫn. Sao sao rồi mà. Nó mẹ đi mà nó đây kìa. Mình chưa 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 chưa. Na đi, na tẩu, cái bài gì nè? Nó trên ha kẻ đi mẹ này gà gà nó xong đó, kẻ đi mẹ này gà đó. Cái bài gì nè đây? Mà ta kê xong bà. Ừ, cái bài gì nè đây? Cái bài gì nè quay chưa? Cái bài gì nè quay chưa? Đi cái bài gì nè đây gọi mà kê xong, cái bài gì nè đây con? Cái bài gì nè mà? À, gì gì nè kìa, cái bài gì nè kìa. Mẹ mà nói đi, tẩu đi, gì? Nè. Mama, cái của mama hay không mà? Đi xin mà. Bố vô cái xe đi. Tao. Tao. Mẹ đang na quái chi li bên. Nè tao. Bye bye về đi. Na ha ga mà phải. Đi gọi xin biệt đừng ta dùng. Tao hay cha. Bye bye về này đi. Bye bye về đi. Đi, tao bắt. Thỏ đó, thỏ nó nhảy. Tao gọi bye bye về này đi. Bye bye về đi. Bye bye về đi. Chịu bị thù. Chịu bị thù. Mama bụi vô mang giả là. Cái này 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 tại chơi bè. Mama bụi vô mang giả là. Chuẩn bị kho cá kho lạc rồi cô chú ơi. Bữa nay cha ăn heo rồi ăn cá kho lạc. Cá này thì em mua mười mấy ngày rồi đó. Em bỏ trong tủ lạnh á. Em làm sạch sẽ hết trơn á cô chú. Giờ em cho dầu vô đặng em xấy tỏi. Chón cái cho nó đều cái. Cho tỏi vô. Giờ nó muốn vàng rồi đó cô chú. Cái em bỏ cá vô cho nó thơm thơm đó cô chú. Cho nó gém gém đó, như là mình chiên hơi hơi vậy đó cô chú. Cá này thịt không mà. Bữa hổm em mua mà em lựa con cá nó vừa mới chết đó cô chú. Người ta bán nó rẻ hơn. Mình mua con cá sống thì nó mắc tiền hơn đó cô chú. Em là lựa vậy đó. Chở lại cho nó thơm con cá. Bây giờ thì nó ấy rồi đó cô chú, nó săn lại đó rồi em đổ nước vô. Đổ thêm miếng nữa đi. Nó ngập con cá. Rồi em cho nước màu vô. Em bắt đầu cho hạt nêm vô. Cho nước mắm vô, nước mắm đệ nhị Việt Nam mình nè. Rồi em cho đường vô. Một muỗng xíu đi. Cái muỗng này nhìn nó chẹt lét vậy đây chứ không có nhiêu trơn cô chú ơi. Rồi bắt đầu mình để cho nó sôi lên coi thì sao. Em thì em làm cái gì cũng cho nước nó hơi nhiều xíu cho nó sắc xuống á cô chú. Với lại cái này là cá kho lạc. Xong rồi cô chú ơi, giờ em bỏ hành với ớt vô cho nó thơm. Lần nào bỏ vô nó cũng nhảy ra ngoài hết cổng hết trơn.
Đó, bắt đầu tắt bếp. Bắt đầu mình tắt bếp, mình chuẩn bị dọn cơm ăn của chú ơi. Cá kho lạc đó của chú, chồng em tối ngày đòi ăn món Việt Nam không à. Mà nấu thì nấu món Trung Quốc. đòi ăn đồ Việt Nam, tự nấu thì nấu món Trung Quốc không mà cô chú, tại vì không biết nấu á. Chồng nói đi có thời gian rảnh này kia em dạy chồng em nấu á cô chú. Xong rồi đó cô chú ơi. Giờ em đi ăn cơm. Xong rồi mà cô chú anh chị ăn cơm với vợ chồng em nha. Ngon con. Ngon. Ừ. Chị không chị. Ừ. Đó mà. No. No. Chào. Chào. Ba ba chị không kìa. Chị. Hai con thấy mệt rồi. Ngon không chị không? Ngon ăn nhiều nhiều vô nghe con. Con nãy giờ con hai bé xui mời bà cô chú à, nói đi, con mời bà cô chú đi con. Ông bà cô chú. Ăn với con. Ăn với con. Giỏi. Ông bà cô chú ăn cơm chưa? Hả, ông bà cô chú cay với con. Ông bà cô chú ăn với con. Ta bắt cơ chứ mà. Khổ qua này bữa giờ em bỏ trong tủ lạnh đó cô chú, giờ không làm đó. Chứ chú không mẹ. Ông bảo cô chú ăn cơm chưa đi? Nói đi. Mình biết là một hay hay đây, sao mới không giờ? Vậy mà. Chân châu. Sao mới tới tham gia là? Mà ai? Chồng em muốn này nè cô chú. Dưa chua cô chú. Dưa cải, dưa muối á, dưa mắm rồi đó. Đủ loại chưa? Bây giờ em đi siêu thị em kiếm củ cải trắng á. Rồi đặng có củ cải trắng lại mua củ cà rốt rồi nữa với bắp cải. Đặng em về em làm dưa chua ăn thường ngày ăn cơm á cô chú. Ăn cái đó thì nó không có ngán đồ ăn á. Nhưng mà hổng giờ kiếm hoài không có củ cải trắng. Chị hả lòng. Kêu bà xin tha đi. Bà bà xin tha mà. Chị mong hãy mấy khi. Chị mong hãy mấy khi. À, bé xíu lại. Ừ. Thôi à, bé xíu lại mẹ phê kìa bà. Bé xíu lại mẹ phê kìa bà. Đi vô mà. Vô. Chào mẹ mẹ vô. Vô anh mẹ. Mẹ xíu lại khoa sáng nhanh luôn. Giống xua sang trên tôi nữa là. À. Ta không còn tại đại hoa mà. Bữa xíu xua xỉ mà quay cho mẹ sang trên tôi là. Ta không còn tại đại hoa mà. Thấy gì nữa, ta xe khát rồi. Tôi không xỉn rồi. Thấy gì cũng khát rồi. Ý kiến đâu không xỉn rồi. Sẵn băng. Tụi em cũng không biết. Tụi em cũng không biết là sửa băng. Sửa xe thì em bỏ đó hư đó cô chú. Rồi cái đi ra cái tiệm sửa thằng em nó lôi lại cái tiệm nó sửa. Rồi tới 3,000+ tệ. Cái chồng thấy mắc quá à. Cái chồng em điện cho cái chú gần nhà. Cái chú gần nhà nó không có tới gì đâu, 1,000+, 2,000 à. Cái đầu chồng em đem lại đó sửa. Lại đó cái sửa đã đợi nguyên ngày nay rồi. Chồng em đi theo nguyên ngày nay luôn. Thì nói là không có gì to tát thì cũng 1,000+ thôi. Hồi nãy giờ cái tự nhiên giờ này cái điện thoại nói là bây giờ là nó hư nặng lắm. Sửa tới 3,000+ tệ nè. 3,000+ tệ, 10,000+ đó cô chú. Giờ chồng nó không biết sao nữa. Chồng rồi bán. Bán rồi lấy cái gì đi. Em cũng không biết luôn.有这么一点点了。嗯。啊！
去。搅拌，净吃。好喝吗？刷刷刷。好喝吗？滴滴滴。好喝吗？不喝。不好喝你还喝呢？喝了多少了还不好喝？你咋来了？你咋来了？哎哎哎！你吃过的宝贝，你拿水，你有多水，安杯。要唱歌，家人刚刚有买的。不要不要，小白的瘦，白的又白，养鱼了耳朵了瘦起来，爱吃了萝卜了和青菜，蹦蹦了跳跳。该光干吧，家人刚刚有买的，不用哥妈明天不带出去玩。我带出去一只小白兔。你说不要不要。马上给爸爸糖。不行，我不想这样。小兔子乖乖，门门开开，我要进来。兔子兔子，我不开我不开，慢慢的回来，慢慢的回来。啊，家人刚刚有买的，明天妈带出去玩。Con đến đây, cha thương con, con đến đây. Ôi trời, cái cha con nói gì cơ chú nữa. Cha con nói đó cơ chú tối ngày đó. Ôi ôi, cái miệng cha con nói kìa. Cười, cười, liễn hổ cười. Cười ơi, Khoa Tù ơi. Chú mở đây, chú mở chim chim ba bà đi. Mà thay cho con chưa. Vô, khai sự. Chị Chin. Ông bà của chú hai mẹ Chin Chin. Chị Chin. Chị Chin ăn cơ đi. Chị Chin, ta lại. Cha thương con. Cha thân nhân thì có dùng miệng. Là thân nhân thì có dùng miệng. Ta là ta, thì có dùng miệng. Ta là ta, thì có dùng miệng. Ta là ta, ca đàng hoàng coi. Ca ta lại ca ít cơ để đàng hoàng coi. Cha con dùng miệng. Ca đàng hoàng lại. Đây, ta lại ca đàng hoàng lại. Ta đến đây. Không thôi là miệng thiên mama bữa đây chịu. Ở sang đây ba canh mama tẩu rồi nè. Ta đến đây con, ca đi. Chị Chin. Video của em đến đây là hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video sau. Thôi đi con, chú mở đi con. Mẹ.